Rồi, dạ hello Ngô Nguyễn, em xin chào anh chị các bạn cô chú đã quay trở lại với kênh YouTube Ngô Nguyễn nha. Hôm nay thì em trở lại bên cửa hàng Huy Hùng Phát để cập nhật báo giá cho anh chị các bạn cô chú mình theo dõi những cái dòng xe tại bên đây ha. Địa chỉ bên Huy Hùng Phát thì mọi người cũng có thể là thấy trên màn hình rồi, 205 Trạch Nam, trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường 7, Gò Vấp anh chị nha. Ở đây thì nói chung là rất là gần với chợ Gò Vấp luôn á. Bà con ở xa nếu mà mình không có hình dung được cái địa chỉ, có thể là mình tìm hiểu, mình tìm kiếm về cái địa chỉ là chợ Gò Vấp, mình ở đây rất là dễ luôn mọi người ha. Còn giờ mà tất cả anh em mình á phải gặp anh Huy để cùng anh báo giá rồi có những cái dòng xe nào cho bà con anh chị mình nha. Rồi chào anh Huy nha. Chào Chào anh. à, Rồi à, em Huy xin chào quý bác anh chị em. Nay là mời quý bác anh chị em mình tới cửa hàng xe máy Huy Hùng Phát. Địa chỉ của em là 201 Sạc 5, Nguyễn Thái Sơn, phường 7, Gò Vấp. Thì bên em là ngay gần bến xe miền Đông, cũng gần những nơi mà vận chuyển xe cho quý cô bác anh chị em mọi mọi miền tổ quốc nha. Đặc biệt là khu vực miền Tây, miền Trung, miền Đông Nam Bộ là chuyện vận chuyển rất nhanh nha quý bác anh chị em. Dạ, bên em có nhiều hình thức trả góp cho quý cô bác anh chị em mình lựa chọn nha. Trả góp không đồng, hoặc là trả góp quẹt thẻ, hoặc chuyển đổi trả góp, hoặc đặc biệt hơn là trả góp cho những anh chị em mình có nợ xấu là chỉ cần đưa trước 70 tới 80% nha quý bác anh chị em. Dạ, đến tận cửa hàng em sẽ hỗ trợ cho quý cô bác anh chị em mình góp và lấy xe về, mặc dù quý bác anh chị em mình không đủ tiền nha. Rồi, cũng như là mình cũng có thể hỗ trợ ship xe với khách đầy đủ đúng không anh? Đúng rồi, hỗ trợ cho quý bác anh chị em mình còn nha. mấy xe mà tầm trung trung cao cấp tí xíu mà khách hàng muốn ra tên rồi là anh cũng ra được Hỗ mà đúng trợ không? hết toàn quốc nha, 64 tỉnh thành ra tên cho quý bác anh chị em. Rồi, anh Huy chia sẻ là có thể ra tên được, ok mọi người ha. Còn hôm nay là có cái dòng xe nào mà giá nó hấp dẫn không? Cho mọi người tham khảo đầu tiên đi anh. Ở đây thì cũng nhân dịp đầu năm thì cũng mình cũng chia sẻ với Ngố là mình cũng đến với quý cô bác anh chị em mình để mình bán, mình lấy cái duyên á. Đầu năm thì mình xả một số xe tay ga, xe Nhật cao cấp rẻ hơn chỗ khác khoảng từ 1 tới 2 triệu, và những dòng xe Nhật á, xe cho quý bác anh chị em mình đi làm chỉ có từ 5 triệu rưỡi trở đi lên thôi nha. Rất ok cho quý cô bác anh chị em mình. Ok anh, xe Nhật luôn, giá từ 5 triệu rưỡi là mình có xe đi làm là cây bường mà bao rồi. Ngon, phải cực kỳ ngon. Đâu, ví dụ như con nào đâu anh? Đây, Hay luôn Jupiter không? B, xe này là hồi xưa là một trong những dòng xe nhập mà máy móc cực kỳ ngon luôn, biển số thành phố đúng đắt đúng đời 204 nha quý cô bác anh chị em. Xe rất ngon nha. Đó, máy móc em bao là nổ thì thầm luôn. Em bán cho quý cô bác anh chị em mình đó, đúng 5 triệu rưỡi nè. 5 triệu 500 anh em nha. Nha. Đồ toàn bộ đồ trên xe là zin theo xe hết nha quý bác anh chị em. Đó, em bán giá cực kỳ hấp dẫn cho quý cô bác anh chị em mình. 5 triệu 500 ngàn, đang mang biển số là 52T5 4742 biển mà số con thành ha. phố. Đó, quý bác anh chị em mình đi những dòng xe này là rất là bền, không bao giờ mà sợ hư vặt nha. Rồi 5 triệu rưỡi mua về đi làm cây bừa mọi người ha. Rồi cạnh bên chắc là anh em mình làm luôn có xe điện của VinFast đi. Mẫu này thì xe này đặc biệt hơn là xe VS. Đó. Xe này thì rất ngon nha quý bác anh chị em. Hiện tại xe này em đang dùng để đi tới lui đó, rất tiết kiệm. Em nói quý bác anh em một cái gian mình đã thì chứ mới cả mặt. Xe này là phiên bản cao cấp nhất của VinFast nha quý bác anh chị em. Nha, xử lý qua phần mềm và giá cực kỳ ok cho quý bác anh chị em mình rẻ rất nhiều. Công chứng ký giấy ủy quyền hoặc là ra tên cho quý bác anh chị em mình luôn. 19 triệu đồng nha. 19. Cái này không biết là xe mới giá trị của nó là tầm bao nhiêu anh Huy ha? Nếu mà ra tên với tiền phí và pin, bảo hành pin này nọ đó là ra xong xuôi hết hoàn chỉnh đó, để cho mình vào mình lăn bánh luôn á, tầm khoảng bao đó khoảng 33 tới 35 triệu, 33 tới 35 luôn. Rồi giá niêm yết của nhà sản xuất là 27 triệu chưa bao gồm phí thuế và chưa bao gồm tiền thuê pin. Chưa bao gồm phí tất cả. Đó. Và giá em bán chỉ 19 triệu là bao gồm tất cả, chủ cũ đã tốn đã trả hết chi phí rồi, mình bây giờ mình mua về mình chỉ sử dụng thôi. Rồi ok nha, tính ra là cũng giảm khá nhiều so với giá xe mới đúng không mọi người ha. Xe còn rất mới, rất ngon nha, em đang đi đó. Con này biển của Bình Dương nha anh chị nha, 61B2 45225. Đó, biển số cũng đẹp đúng không? 45225. Rồi, mình tới dòng nào nữa anh? Và đây cho quý bác anh chị em mình nha. Ad, bữa nay nổ máy ngon lành nha quý bác em anh chị em. Đó. Biển 59 là một đúng rồi, con nha. Em vừa đè thông. Đúng rồi. Bình nó yếu rồi. Rất ngon, máy ok, em du áo có chày xấu, 8 triệu rưỡi. 8 triệu rưỡi nha, chạy về là đàng hoàng nha quý anh chị em. Rồi ok, bình đề đó cả mọi thứ là đầy đủ hết đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. 8 triệu 500, biển số thì bà con thấy trong màn hình lúc nãy rồi đó. Rồi. Rồi bên đây một chiếc Noya đi anh. Noya, xe này là báo chính xác đời cho quý cô bác anh chị em mình nha. Biển 19B1 15784 là xe này 2012 nha.
quý cô bác anh chị em mình đi những dòng xe này là rất cực kỳ êm và ngon. Yeah. Đặc biệt nó là biển số tỉnh, nhưng mà nó là có công nghệ FI nha quý bác anh chị em. Đó FI rất là tiết kiệm xăng, nhẹ, lùn, đi dễ đi nè. Rồi. Giá thì có 8,2 triệu thôi, xe Nhật nha. 8,2 triệu nha mọi người ha. Này xe chính chủ có chứng minh chủ xe nha. Dạ. Biển số 19 nha quý ba anh chị em. Ừ. Để là xe chính chủ thì mình đừng quan trọng là biển số ở đâu. Dạ. À, miễn sao là hợp lý hợp lệ cho quý ba anh chị em, phục vụ đúng công việc cho quý ba anh chị em mình nha. Này phù hợp với chị em phụ nữ và là các bạn sinh viên đó. Chị em nhỏ nhỏ con là tuyệt vời luôn đó nha. Ở đây là Ad nè, 208 nha, 1S94. Đó. 1S94 cho quý cô bác anh chị em mình. Con này là có, chắc cũng có độ luôn luôn rồi phải không anh? Đúng rồi, xe này là lên full nội công trái 62 rồi, nha. Lên tay côn luôn, lên nguyên cục máy 2010. À, 1S92 luôn nha, xe Thái nha. Rồi. Xe này mình nghĩ là chắc mình nghĩ giống xe Thái quá, nhưng mà đúng thật sự 1S92 luôn, 208. Kiểu dạng như mấy em nhỏ đời đầu thường hay là lốc bạc thời trước là gọi là máy Thái đó anh em nha. Nha. Lên đó là máy Thái nha. Lên full nói chung là côn và nồi của một 5B11 luôn nha quý bác anh chị em. Yeah. Lên đồng hồ nha, vàng áo thì còn liền lạc, anh chị em mình mua về sử dụng dọn theo ý của mình dọn nha. Lên cái bộ đèn bi mắc cú đồ phía trước nhìn cũng được anh em ha. Chó đèn là spark nhỏ cũng như đồng hồ Umalesin, đầu công là 62. Hiện tại bây giờ mình để giá là bao nhiêu anh? 22,5 triệu thôi, chỉ bằng một chiếc ẹt xuống áo thôi. Ok nha. Cái này mà là này là nguyên ẹt jean nha quý bác anh chị em nha. 1S92 nha. Rồi 72C1 94584 anh em nha. Rồi. Ở đây. Bữa nay đây cũng hạ giá cho quý bác anh chị em mình một chiếc AB là 2017 nè. Yeah. Em vừa đổi cách nè, cũng không có tiền dọn dẹp gì nhiều. Rồi. Xe này chỉ 6 bộ tem thôi nha, sơn zin 100% máy zin. Em bán cho quý cô bác anh chị em mình 17,8 triệu nha. 17,8 triệu. Biển là Thừa Thiên Huế anh chị nha. 75H1 rất là ngon. Dạ, nha, 2017. Rồi, ok anh. Kế bên là một chiếc Quay A máy zin 2014. Nhà rất đẹp, xe này liền lạc lắm nha quý ba anh chị em. Yeah. Máy zin 100% vàng bạc zin luôn. Đó. Biển số 60 liền lạc nguyên xe. Đó, hàng này là hàng sưu tập. 60B927491 là biển số anh chị nha. Đầu nồi máy móc là zin phải không anh? Để cho quý ba anh chị em mình 11 triệu. Nếu mà zin thì bên cửa hàng Quy Hồng Phát mình hỗ trợ khách bảo hành về máy là tầm bao lâu anh? Từ 6 tháng đến 1 năm. Rồi. Như cụ thể câu đó là 6 tháng hay là 1 năm? À, xe này từ 6 tháng trở lên nha. Rồi. Đó, nói chung là máy móc thì quý bác anh chị em mình chỉ thay nhớt rồi đi. Nói chung là nếu mà quý bác anh chị em mình thay nhớt đầy đủ và đi theo chế độ bảo hành đầy đủ, 1 năm em bảo hành cho quý bác anh chị em mình nha. Rồi, bên đây là mình có một cái chiếc WinX phiên bản V2 ABS đèn nhám đặc biệt luôn anh chị nha. Bên phố. Áo áo keo nha. Áo keo này nó hơi hơi cháy keo xíu, ở này phải xử lý qua hệ thống sấy. Thì em bán cho quý bác anh chị em mình 20,5 triệu. Bao vàng áo đẹp nha. Rồi, 20,5 triệu, 9 triệu ký bao vàng áo đẹp, biển số thành phố Hồ Chí Minh. Đang bọc keo nhưng mà do keo nó chết nó hơi xấu, nhưng mà giá này là anh bao là lầu keo đồ đẹp đẽ là hết áo cho anh em rồi ha. Năm chưa có thời gian dọn dẹp luôn. Xe về nhiều. Bỏ lớp trước sau là tôi nói cũng còn được anh em ơi. Đó, xe rất là êm. Dạ. Ở đây là một chiếc AB 2010 nè quý bác anh chị em. Nha. Xe zin nguyên xe nha, máy zin 100%. Dạ. Máy bao chất bao giờ? Biển số 4 số 3565. Đó, chính chủ nha quý bác anh chị em, sang tên được cho quý ba anh chị em. Yeah. Em bán là 16,8 triệu bao ga tên. Con này chắc xe đẹp nha. Bao cho quý cô bác anh chị em mình luôn, mình chỉ về chỉ có đổ xăng nhớt cả này nọ này rồi đổ xăng nhớt rồi là ra tên mình luôn nha. Biển 54153565 là biển số nha anh chị nha. Ok. 16,8 triệu, con này rất là đẹp luôn. Còn bên đây anh, dàn áo cũng là một chiếc 2010 luôn. Yeah. Một chiếc 2010 mâm 6 cây luôn. Nhưng mà biển số 68 nha quý ba anh chị em. Máy cũng ngon zin. Đó. Lên lên hai đèn Thái luôn nè. Đó. Hai đèn Thái mà mắt xanh luôn. Rồi, có lên đầu đèn Thái, còn dàn phía sau là còn form 2010. Đó, con máy này zin em. Em bán cho quý anh chị em mình 13 năm nha. 13,5 triệu. Ừ. Máy là máy zin luôn không máy anh? Máy zin em. Rồi ok anh. Máy rất chất. Cái bên là một chiếc ly. Biển số thành phố Hồ Chí Minh 2018. Form mới. Em bán cho quý của bác anh chị em mình 245. Bao công chứng nha. Biển 59, như mọi người thấy trong màn hình nha, biển số là của Gò Vấp luôn. Dạ. Ly thì được cái là cốp nó rất là rộng anh chị nha, được rất là bền, thoải mái. Rồi mời mọi người vào trong nhà luôn. Rồi, xe rẻ là thật sự ra là làm cho quý cô bác anh chị em mình rất là lôi cuốn và
giống như là một cái gì đó để cho mình có một cái động lực để xem. Dạ. Ok anh, chắc mình quay bên trong trước đi anh ha. Ok. Rồi để coi nuôi muốn báo cái sao trước cho bà con đây. Rồi, Liberty nè. Liberty, xe Ý đàng hoàng luôn mọi người nha. Có FI, nhà quý ba anh chị em, biển số 60, xe còn liền đẹp, máy êm ngon, rồi. 7 triệu rưỡi nha. Liberty, 7 triệu rưỡi, FI full sơn tẩy đầy đủ, biển số đâu anh Huy? À, biển số 60, 8168. Rồi, ok anh, biển số là của Đồng Nai bà con nha. Đây mình có chiếc rim gì đây? Rim Thái mình còn chiếc này là rẻ nè, đó. Rẻ cho quý bác anh chị em mình đó, xe được là dọn rất là liền lạc nha. Nói chung mà còn cứng lắm. Nói chung lên gấp sức be luôn rồi đó. Đầu đồng Kim Thái vẫn còn bình xăng Kim Thái, biển số 61, em bán cho quý bác anh chị em mình 10 triệu 9 nha. 10 triệu 900 ngàn bà con nha. 10 triệu 9 nha. Rồi. Có chứng minh chủ xe luôn nha. Có thể liên hệ với chủ xe để ký giấy cũng được nha. Rồi còn bên kia chiếc còn bẩn kìa anh. Chiếc này đồ zin nó còn tầm khoảng được 70% á. Máy móc mà cực kỳ êm ngon. Con này biển số của nó là ở thành phố 50N0538 nha chị ha, là biển số. Máy đang nổ cho quý bác chị em, cực kỳ em, mua về là sử dụng liền, không chờ đợi. Máy móc cực kỳ chất, 13.500 nha. Mấy cái giá này mình còn bớt lọc cho khách đều được không anh? Nếu mà quý bác anh chị em mình thiện chí bớt chút định cho quý bác anh chị em mình dễ mua. Với lại nói chung là xe này á thì được cái chất xe á, nó còn đồ zin nhiều. Nhưng mà nếu mà theo mình á thì chiếc xe này á nó hơi xuống một chút xíu. Đó, nhưng mà được cái đầu zin nó còn cao, sườn không mục nha. Đó, tả chi tiết cho quý bác anh chị em mình. Nói chung là cũng được, còn bà con anh em nào mà cần muốn đẹp đẽ hơn thì về xử lý dàn chân là xíu nữa là đẹp thôi. Đúng rồi. Rồi, qua kia là một chiếc AB đầu bò đi anh. AB đầu bò 9.8 xuống còn có 9.5 thôi. Giá chốt cho quý bác anh chị em mình luôn. Rồi nha. Đó, nói chung là giá em bán là em bán trên live thì em đã báo cho quý bác anh chị em mình những cái giá nó tốt rồi. Quý bác anh chị em mình đừng bớt em nữa nha. Xe này 9.5, máy zin, biển số thành phố. Ok. Bao ngon nha. 9.5 thôi là có AB 110 FI, phun xăng điện tử đầy đủ rồi bà con nha. Dạ. Rất là ngon. Ra cốp rộng luôn. Rồi. Và kia chiếc QS để bà con đi làm đi anh. QS là máy zin nha, 7.2 7.2. Máy zin đi nguyên xe, zin theo xe hết đầy đủ hết. Biển số thành phố còn 4 số 4998. Nói chung đồ đạc rất là liền lạc theo xe nha, không lai độ nha. Mấy cái mẫu này á anh em anh chị mình đi làm đi cày bừa thì lựa chọn nó là tuyệt vời luôn á nha. Xe 2010 rất là đẹp. Chiếc kế bên là một chiếc 2018. Quý bác anh chị em mình muốn cái đời cao hơn chút xíu thì cũng ok. Quên máy zin 110, bây giờ là 110 2018. Xe zin nguyên xe, giá bán 10.800. Nha. Rồi, 10 hỗ trợ mấy cái xe mà máy zin hỗ trợ cho quý bác anh chị em mình từ 6 tháng trở lên, không phải suy nghĩ nha. Đó là về vấn đề bảo hành đó bà con nha. Đúng rồi. Phía trên em thấy có chiếc Exeter 150 biển Trà Vinh 84 kìa anh chị. Phải nói biển số mấy đó ta? Mà biển số 43266. 2017, em bán chỉ 17 năm thôi nha. 17 năm. Xe tương đối còn liền lạc, máy móc ngon êm nha. Đầu nồi là còn riêng không anh? Riêng. Đi nói chung là xe nồi này zin nó hơi dọc chút xíu, mình về mình có thể xử lý được. Nhưng mà không cần thiết em cái xử lý cho quý bác anh chị em mình luôn nha. Rồi, ok anh. 17.500 là mình đã có Eco rồi đó nha. 17.500. Rồi, tiếp theo qua đây mình có chiếc Lubias, đây là FI rồi nha bà con nha. Lubias đời cao 2015 FI nha. 59U1 70024 đó anh. Biển số thành phố Hồ Chí Minh, giá chỉ có 7.8 nha. 7.800. Rất là ngon. Máy mò mắt cực kỳ ngon. Còn xe này là GTX biển số 60 nha. Mà xe này rất là liền lạc và đẹp nha quý bác chị em mình. Bữa nay sale giá chỉ còn 6.5 cho. Dạ. Lubias nè, một cặp này nè, một xe này 6.5, xe này 6.3. Hai con cũng đều là biển số Đồng Nai hết luôn nha mọi người ha. Đây là bình xăng con nên có cái giá nó sẽ rẻ hơn những con FI chút xíu. Nhưng mà về máy móc thì quý bác chị em mình yên tâm, rất là ngon và đẹp và êm nha. Rồi, ok anh. Anh em mình tiếp tục qua đây, có một chiếc này đi lăng nha, biển Long An 62B1-01151 anh. Đi lăng mà tay ga lớn bên mình thì quý bác anh chị em mình yên tâm. Cái máy nổ thì không phải nói. Em ru à. Xe đang nổ trong nhà nha quý cô bác anh chị em. Yeah. Em bao cái máy này cho quý cô bác anh chị em mình chạy cả 100 cây cũng được nha. Yêu cầu thay nhớt, nước mát đủ một cái là chạy cả 100 cây nha. Xe đi rất ngon. Rồi. Này giờ anh để cho khách hàng mình là nhiêu anh? Giá em để cho quý bác anh chị em mình 11.500 thôi nha. Máy móc cực kỳ ngon, nồi êm không hú không dòng nha. Dàn áo còn liền lạc còn khoảng 70%. Đó. Quý cô bác anh chị em mình về có thể là muốn đẹp như mới thì dọn theo ý của mình. Còn đây em bán xe liền, xe đẹp thôi.
11.500 nha. Rồi, ok anh. Ngang ngang với chiếc Aveo bò thôi, mình có chiếc đi lăng chạy là cũng cao ráo sang trọng mọi người á. Đúng rồi, rất là nhìn nó rất là lãm. Này chung, các anh các chú rồi sẽ máy okay rất đó. Mạnh, máy rất mạnh. Dạ. Và kế bên là một chiếc đầu bò nữa nè cho quý bác chị em. 60 xe này nó liền biển số 60. Dạ. À, bữa nay biển số 60 nó nhiều. À, anh em mình ở quý bác anh chị em mình ở Đồng Nai không cần phải suy nghĩ, không phải tìm nhiều. Dạ. À, thích dòng xe nào báo em cũng còn nha. Rồi, ok anh. 10.2 cho quý bác anh chị em mình một chiếc xe máy zin chất nha, rất đẹp. Rồi, ok nha. Anh em mình là phía trên có những cái chiếc Yamaha Sirius biển 37 có vô cặp bánh năm, quay được cái biển số thì quay cho bà con coi luôn đi em. 20637 đó. Này mua về cho anh em đi cày bừa đi làm ha. Và là xe này biển số 37 em bán em chốt giá cho quý bác anh chị em mình 8.8 2016 nha. 8.800. À, xe màu xanh thì còn rất là đẹp. Dạ. Còn xe màu đỏ sơn tem là biển số 68 đó, xe còn liền lạc thôi, máy zin 8.2 thôi nha, 2016 hết nha quý bác chị em. Yeah. Rồi kế bên là một chiếc quay 50 xe lực lên dọn dàn áo hàng zin mới nha, đó cũng liền lạc đó, BVD được có lên đầu lòng 110 luôn nha. Đó là rất xe là 50 mạnh. Nha anh em nha, xe 50 nha quý. Rồi. Đó nói chung là gác trên dài luôn rồi nha. Đó, xe nhìn cũng khá là liền, em bán đâu đúng 5 triệu chốt giá cho quý bác chị em mình nha. Rồi ok anh, giá 5 triệu ha. Giờ anh chị mình lên đây có những cái chiếc Future 1, Future là đầu á. Này là các anh các chú chắc là cũng khoái nè. Này có chiếc màu xanh, biển 52H9-0739, đuôi thần tài. Rồi, máy móc cực kỳ ngon, nổ thì thầm. Em bán cho quý bác anh chị em mình 12 triệu 8 nha. 12.800.000 12.8 nha anh chị các bạn. À, máy đang nổ cho quý bác anh chị em. Nổ từng tiếng một. À, bình xăng zin, đầu lòng zin. Yeah. Dạ. Qua lửa IC đều zin ổn định nên là nó có được cái tiếng máy rất là chất cho quý bác anh chị em. Nói chung thì qua 5 tháng thì máy móc đã làm lại hết rồi nhưng mà tất cả đồ là đồ riêng trong xe còn phải không anh? Đúng rồi. Xe này máy giữa chưa trẻ luôn nha. Lốp giữa chưa trẻ luôn. Đúng rồi. Bô nổ rất là êm, ấm nha. Dạ. Yeah. Rồi. Bán cho quý cô bác anh chị em mình 12.8 thôi, biển số thành phố mà đuôi thành tài 739. Xem bọng lốc liếc là em thấy là nó sơn còn riêng đẹp anh chị các bạn nha. Rồi. Còn qua đây anh, con này biển 59. Một chiếc Future zin mộc mạc theo 5 tháng nha. Yeah. Đó. Máy móc là cực kỳ ngon nha. Lòng zin chưa trẻ nha, lốc zin luôn. Rồi, giá em bán cho quý cô bác anh chị em mình 13.500.000 biển số thành phố. Dạ. 13.500.000. 59V2-75784 là biển số anh chị các bạn nha. Rồi. À, còn bên đây anh, con này biển 52H8-8532 nè. Xe này là biển số thành phố chính chủ ký giấy nha quý ban chị em. Chính chủ ký giấy một đời chủ. Đó, dành cho anh chủ đã dọn đẹp rồi. Má mình về mình không hồi dọn áo gì zin. Áo máy zin hết nha. 16.500. 16.5. Máy móc con này là có làm gì không anh? Chưa. Máy móc là cực kỳ ngon. À, biển số thành phố Hồ Chí Minh 4 số, chính chủ ký giấy, ủy quyền hoặc công chứng. Và đặc biệt hơn bên em có ủy quyền cho quý cô bác anh chị em mình từ xa nha, công chứng ủy quyền từ xa cho quý bác anh chị em mình luôn, không cần quý bác anh chị em mình đến đây, chỉ cần cọc em chuyển xe ở dưới và ra quý bác anh chị em mình cầm giấy tờ ra phòng công chứng bất kỳ chỗ nào cũng được, là mình làm cái thủ tục là chính chủ được ủy quyền nha. Rồi, ok anh, 20 năm như chính chủ. Còn đó là máy móc đồ nội là cầu riêng thôi mà. Đúng rồi, 16.500. Rồi qua đây anh em mình có chiếc Windows V1 mà màu tím titan nè, nhìn đã ghê á. Và tản nhiệt cái nước là câu trực tiếp ha. Máy móc uy lực luôn. Yeah. Giá 14.900.000 thôi. 14.900.000. Rồi, quý 1 nha anh em nha. 2018 luôn, 14.900.000 thôi. Mà máy là máy riêng đúng không anh? Máy riêng có cái canh cam rồi, đó, có dấu canh cam nha. Máy chưa có làm gì hết cho quý bác chị em. Rồi, ok. Giờ anh em mình trở ra nha để chuẩn bị qua nhà bên đây. Mời quý cô bác anh chị em mình qua thăm quan những cái dòng xe lướt hoặc là những dòng xe cao cấp, những dòng xe mà cổ của bên em. Nói chung là có thừa được qua chọn lựa và chọn lọc đầy đủ. Và cam kết quý cô bác anh chị em mình zin hay là không zin nha. Dạ. Rồi. Đây là một chiếc dim này, cũng giống như like trước ấy. Yeah. Đó là một chiếc zin nguyên zin từ A tới Z, hồ sơ cầm tay nha quý cô bác anh chị em mình, rút hồ sơ luôn, không đợi chờ nha. Cam kết quý cô bác anh chị em mình là xe zin hết nha, không lai đồ, không lai tạp. Bô zin nha. Bô con này phải nói là tất cả mọi thứ trên xe là đều còn zin hết anh ha. Nồi chưa làm, đầu lòng chưa rớt nha.
co xăng chưa tháo nha. Rồi. Cặp niền là zin nha, chỉ thay đúng cặp vỏ thôi. Chắc xe thì bà con có thể là mình theo dõi ở trên màn hình đó. Còn nếu mà chưa kỹ chưa rõ nữa có thể liên hệ với anh Huy giúp em ha. Ừ, xe này rất đẹp nha quý bác anh chị em. Để mà nói rim thái á, mà xe này là 81 đầu là hết đời. Dạ. Hết đời rim thái nha quý bác anh chị em nha. Đó. Nên là quý bác anh chị em mình yên tâm. Hồ sơ cầm tay rõ ràng. Em bán cho quý bác anh chị em mình 48.500. Rồi, 48.500.000 nha bà con nha. Xe này quý bác anh chị em mình đừng có so sánh với những cái xe rớt đầu và xe dọn nha. Nó sẽ khác nhiều lắm đó, một trời một vực đó. Nha. Giá này là mình bao hồ sơ luôn rồi đúng không? Bao hồ sơ luôn rồi. Xe này thật sự ra để 48 triệu bữa nay mua được chưa đứa cây vàng. Hồi xưa người ta bỏ 8 cây vàng người ta mua. Dạ. Yeah. Thì giờ xe này bán ra 48 triệu thì 500 thì chưa đủ một cây vàng. Dạ, yeah, chưa đủ. Đặc biệt là máy zin đầu nồi chưa rớt nha. Dạ, yeah, so với vàng của hồi xưa thì bây giờ là xe này lỗ nhiều á. Lỗ nhiều. Rồi, qua đây, chiếc xe Toyota 150 đi anh. Con này Sunny GBE đó anh chị. Xe này cũng mới về 2017 nè. Yeah. Chính chủ luôn. Đi được có hai mấy ngàn, hai vàng nè. Ừ. Này giờ anh để giá nhiêu cho bà con mình đây? Có cái ấy đèn sao mình không đề được ta? Máy móc cực kỳ ngon. Đó. Máy móc zin em. Chính chủ nha quý ban chị em, vàng sơn bọc keo rất là đẹp, vàng áo vàng chân cũng rất là đẹp nha quý ban chị em. Đó, biển số là 13.000. 13.000. Biển số 130000. Dạ. Đấy, 48F1 nha. Đắk Nông nha mọi người ha, biển số chính chủ. Đó, dành cho anh em mình ở trên vùng trên mà cần mua xe chính chủ là liên hệ em nha. Xe này em bán cho quý cô bác anh chị em mình 18 triệu nha. Chính chủ vậy là muốn rút gốc ra tên ủy quyền là mọi thứ là đều ok hết đúng không anh? Đúng rồi, công chứng. Rồi, ok anh. Công chứng hoặc là là mình công chứng hoặc mình có thể là mình ủy quyền từ xa cũng được. Dạ. Yeah. Hoặc là mình muốn ra tên cũng được, hoặc mình cầm chứng minh chủ cũng được, vấn đề ok hết. Dạ. Yeah. Rồi, ok. Tiếp theo anh em mình qua đến một chiếc Future Neo đi anh. Con này Future Neo là FI đúng không? FI 208. Dạ, yeah, FI 208. Chính chủ biển số 62, zin từ ra tới Z luôn. Nguyên zin, chỉ có duy nhất một cái giá nó hợp lý cho quý bác anh chị em mình là xe có cạo khói thôi. Còn quay ra lòng chưa rút nè, nồi chưa làm. Rồi. Đó, nói chung là bạc chưa làm luôn, máy giữa chưa trẻ. Chỉ có rất đầu cạo khói phải không? Đúng rồi. Rồi. Đó. Xe em bán cho quý bác anh chị em mình 25.500. 25 năm. FI. Con đó mang biển số là 62B1 86813 là biển số đó nha bà con nha. Rồi anh em mình qua đây tới những cái dòng tay ga này anh. Xe này thì cọc rồi nha. Cọc rồi. Một chiếc Rima. Đó, 2015, biển số thành phố chính chủ. Đó, em bán cho quý bác anh chị em mình 25 triệu, xe đẹp lắm. Ok. Màu đỏ rất đẹp. 59T1 62884 là biển số bà con nha. Quyền cái dạng áo là được xử lý sơn đẹp là hết trơn rồi. Đây là giờ còn bóng áo đẹp thôi. Đây là một chiếc RS siêu cọc. Xe này thì quý cô bác anh chị em mình đó thì có đam mê những dòng xe cổ, mà đặc biệt xe này là xe gần như là cái hàng tồn kho là em xanh đủ hết luôn từ từng con ốc luôn cho quý bác anh chị em. Dạng áo là theo xe nha. Đồng hồ cũng còn zin theo xe nha. Đó. Máy zin đầu nồi chưa rớt. Em bán cho quý bác anh chị em mình 23 năm như một chiếc xe mới. Quý bác anh chị em mình có biết thêm chi tiết thì liên hệ em sẽ quay chi tiết. Vì sao xe này nó có giá 23.500 nha, chính chủ, biển số đẹp, biển số thành phố luôn, công chứng chỉ một nốt nhạc nha. 56600, đầu nồi là chưa rớt, rồi giờ ngoài là dọn mới, đồ mới đập hộp phải không anh? Đúng rồi, đồ mới đồng hộp, máy zin. Giá nó như vậy. Rồi, còn con Neo này anh. À, xe Neo đó thì báo sơ quý bác chị em mình là chưa có tem nên chưa là không báo chi tiết. Thì xe này giờ một chiếc full Neo 208 xăng cơ, nguyên bản bình xăng. Dọn mới full new, tem zin. Đẹp. Bán bao cho quý bác anh chị em mình là 28.500. 285. Đầu nồi chưa chạm luôn nha. Dạ. Rồi, giá 285 là gọi là bao hồ sơ, tem bọng màu đẹp đẽ là hết cho mọi người luôn anh ha. Đúng rồi. Rồi xuống đây. Ở thắc mốt nè, trên mình dạo này cũng thấy nhiều anh chị cũng đang tìm kiếm thắc mốt nè. Em mốt rất hot, ngày nào cũng có người hỏi thắc mốt. Anh chị thấy sao chơi con này? Rất là đẹp, màu xám nha. Dạ. Phiên bản đặc biệt 2017-2018, biển số thành phố Hồ Chí Minh, chính chủ, em bán cho quý bác cho em mình 41.500 nha. 41.500. Rồi, ốc tán này kia là khỏi cần phải bàn luôn. Xe này rất đẹp. Dạ. Nói chung về là không phải suy nghĩ. 415 xử lý đầu dàn áo tất cả mọi thứ đẹp hết cho anh em luôn rồi. Khóa xe mắt cây nữa. Ốc tán mọi thứ là xử lý đẹp hết cho anh em. Rồi. Này về chỉ việc chạy nữa mà thôi. Ừ. Mấy cái này mình bảo hành chắc năm thoải mái ha. À, 1 năm tới 2 năm. Sao rồi. Những dòng xe cấp rồi đặc biệt ở bên em bảo hành từ 1 năm tới 2 năm. Thì quý bác anh chị em mình không phải lo. Dạ. Tầm này trả góp cỡ mình trả rất nhiều không anh? Xe này nếu mà quý bác anh chị em mình muốn hồ sơ đầu gần như 100% thì
mình đưa trước khoảng 20 triệu như hồ sơ đậu 100%. Rồi. Còn nếu mà mình mà góp không đồng cũng được. À, chứng minh thu nhập mình tốt là có không cần trả trước nha quý bác chị em. Dạ. Nha. Còn nếu ai có nợ xấu thì cần đưa trước cho em tầm khoảng từ hơn 30 triệu tới 32 triệu. Thì em sẽ hỗ trợ cho quý cô bác anh chị em mình nha. Rồi, ok anh. Anh em mình qua đến một chiếc Vision ha. Em thấy là có lên cái mặt nạ giống như của Thác vậy đó. Con này là máy zin em 2018, biển số 84. Có căn cước chủ xe, có giấy bán của chủ xe nha. Giá 18.500 thôi nha. 18.500. 2018 phiên bản đặc biệt nha quý bác anh chị em. Dạ. Con này thì nó là cái phiên bản này đang nhám, nhưng mà mình dán cái trong nhám bên ngoài luôn phải không anh? Đúng rồi. Như có dán keo bên ngoài luôn anh. Rồi, dán keo bên ngoài cho nó đẹp nó mới á nha. Ừ, rồi. Phiên bản chìa khóa bà con nha. 2018 nha. Dạ. Bên kia là một chiếc AB125 đẹp mắt cú, sơn 3D tự tính. Nhưng mà vô được chơi cũng rất nhiều quá anh em ha. Xe này vô chơi cho anh em mình nè. Ở cái giá tầm tiền này mình vừa đi tour, mình vừa đi chơi. Dạ. Phong cách cho anh em rất kinh nè. Phục dầu, mâm mã lai, ốc sa gia. Heo dầu xin nha. Đèn trợ sáng. Đèn trợ sáng rồi. Cặp tay thắng rồi cái ba ga GV ở phía sau. Anh đặc biệt hơn xe này chủ xe rất chịu chơi vô thêm nồi của Basic 150 rồi. Đi rất là nhẹ và mạnh. Rồi, nha, okay. Rất là mạnh nha quý ban chị em. Đó, máy zin em bao anh em mình về tốc độ về cái độ nhẹ, im áp độ nhẹ đó và bao cho quý ban chị em mình là máy zin chưa chạm nha. Ok anh. 15.500 trước bán 16 năm giờ em giảm giá. 1 triệu luôn, 15 năm cho quý bác anh chị em mình nhanh lẹ nha. Okay. 2015 nha quý bác anh chị em nha. Máy móc là riêng chỉ có vô cái nồi của Basic thôi đúng không anh? Đó, vô cái nồi mấy triệu bạc á, đi rất ngon. Nếu mà mình mà có vô đi xe tay ga thường xuyên mình cũng vô cái nồi đó. Tại vì cái nồi đó đi rất ngon. Rồi, mình đến với một chiếc Vespa. Đây là một cái hàng cao cấp của Piaggio ha. Dạ. Vespa biển số thành phố Hồ Chí Minh, chính chủ ký sang tên nha. Phiên bản cao cấp nhất của Piaggio, phiên bản carbon nha. Phiên bản đồ chơi rất nhiều, gánh tại zin tại hãng nha. Cùm mỹ nóc nè. Nó mắc hơn phiên bản thường rất nhiều. Em bán cho quý bác chị mình 58 năm nha. Anh nói là nhìn một cái chiếc Vespa thật sự là có cảm xúc lắm anh em, nhìn nó đẹp thật sự. Xe này là đèn led 2 tầng luôn nha quý bác anh chị em. Dạ. Đó, 58.500 biển số thành phố. Bao công chứng cho quý bác anh chị em mình nha. Rồi. 59L2 95188, đó là biển số của chiếc Vespa này anh em nha. Tiếp theo là con này là như mọi khi anh em đã theo dõi thì cũng biết rồi, nó rất là đẹp, nó rất là keng. Nên là anh chủ anh bảo quản bằng cách là bọc ni lông bên ngoài là hết cho nó đẹp. Xe có đi có mấy ngàn cây thôi, nói chung cũng không khác gì một chiếc xe mới. Thì em bán cho quý bác anh chị em mình 52 triệu biển số thành phố, bao công chứng cho quý bác anh chị em mình luôn. Ra tên mất thì quên 1 triệu mấy nữa. Là mình định danh số mới thay đổi biển số mới luôn nha. Ok anh. 52 triệu đồng. 59K2 55744, đó là biển số nha bà con nha. Và kế bên là một chiếc 2016 cũng đèn vuông Esprit. Phiên bản 3VIA. Biển số 72 chính chủ, em bán cho quý bác cho mình 33 năm nha, 2016 nha. Zin cam kết đúng 13.000 cây. Gọi là anh em nào mà thích ra đẳng cấp chơi dữ dằn lên thì lựa chọn những con đỏ, con trắng. Còn ai mà thích số tiền vừa phải mà vẫn là nét đẹp mà sang trọng, vẫn đèn vuông mọi thứ đó, ok, vẫn spin luôn á, thì lựa chọn con này, giá nó hợp lý hơn. Hợp lý. Và thứ hai là xe này nó cọp, nó đi có 13.000 cây thôi. Bên mình Vespa á, mình chỉ mua những cái dòng cao cấp thôi để mình bán. Những cái dòng mà xe đi ít, còn những dòng đi nhiều là bên em không có nhập nha. Những dòng nào kém chất lượng em không có nhập. Qua đây đi anh, con này màu hồng nhìn dễ thương quá nè. Màu hồng phấn rất đẹp, phiên bản cao cấp luôn. Phiên bản đèn led 2 tầng, 2022 đăng ký 23. Thường thường xe nhập á, thường nó đăng ký chậm 1 năm, chứ đúng xe này là xe 2023. Nha. Em bán cho quý bác chị mình 48 triệu, biển số 72 thành phố Vũng Tàu. Đó. Mà rẻ hơn xe mới thì mười mấy triệu. Bữa nay 17 18 triệu nha quý bác chị em. Rồi, ok anh. Xe rất mới, đi có 3.000 cây thôi. 72C2 48233, đó là biển số nha mọi người nha. Hồng phấn. Rồi, anh em mình lại tiếp tục xuống bên dưới. Đến dưới con Panamera. Patio đi. Patio trước mặt. Đây, à, một cặp Patio cho quý bác chị em mình nè. Đây là 150 nha. Biển số 59E2 92845. Chính chủ bao công chứng biển số thành phố Hồ Chí Minh. Em bán cho quý cô bác anh chị em mình 31.500. Này chắc là xuống cái mâm 125 phải không anh? Đúng rồi. À. Xe rất nhẹ nha quý bác anh chị em, dàn áo là đẹp, đúng màu sơn nha. Rồi. Ok. Rất là ok, máy zin nha, máy zin em. Rồi, 150 khóa mắt cây, nhưng mà xuống đây là em thấy là cặp bánh mâm của 125 nè. Mâm này đẹp á, mâm này mâm Thái đi giống clip Thái nó rất là đẹp. Đúng rồi. Rồi, bao nhiêu chứ anh? 31.500 thôi. 31 năm là cho dòng 150 luôn đó anh em nha. Đúng rồi. Kế bên là một chiếc xe siêu lướt 12.000 cây. Biển số 63. Xe này tương đối đẹp nha quý bác anh chị em. Xe này tương đối
nói chung là dàn chân dàn áo cho tới cái máy á, thì nó còn rất đẹp, nó chỉ sơ đâu đó là tầm khoảng 10% thôi là xe này còn khoảng 90% rồi đó, 90% thì so với giá bán thời điểm hiện tại hồi đó thì đã rẻ hơn gần một nửa rồi. Nay em bán cho quý bác anh chị em mình 36.500, 365, xe rất đẹp nha. Dạ rồi, ok nha bà con nha, 36.500, xe màu xanh nhám. Dạ còn chiếc Winner V2 2022 nha. Đăng ký đúng đát đúng đời luôn nha, biển số thành phố Hồ Chí Minh chính chủ công chứng, 24.500, 245, xe 7.000 cây, xe rất đẹp. Dạ vỏ bánh còn theo xe, đó là phiên bản đường đua ABS đều đầy đủ luôn nha bà đầy con đủ. Nha. Dạ này anh em mà thích Winner thì lựa chọn những con như thế này, thật sự mà nói là cái chất Winner rất là ok nha anh em ha. Rồi qua đây tới SH Mod nữa đi anh. SH Mod 2017-2018 khóa ga phiên bản sơn tem nha, rất là đẹp. Sơn tem này là không có dầm được nên quý bác anh chị em yên tâm chất lượng xe. Dạ. Đó, rất là đẹp, biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn nha, chính chủ công chứng. Dạ 40.500 nha, 40.500 cho quý bác anh chị em mình, chính chủ công chứng nha, 59M2-14594 dành cho những anh chị thích chạy xe chính chủ nhưng mà không thích tốn tiền nhiều á. Đúng rồi. Lựa chọn con này có thể là ký giấy ủy quyền rồi lại cho bà hoặc con. Hoặc sang tên cũng bình thường, không có vấn đề gì cả. Rồi, sang tên mình thêm chi phí. Riêng quý bác anh chị em mình quý nếu ai mà ở thành phố á mà muốn mua xe á là mà kiếm em rồi, chắc chắn là xe em chính chủ nhiều. Yeah. Đó, còn anh chị em mình muốn xe mua xe rẻ, xe như thế nào á thì bên em cũng có, nhưng mà cũng không có đại trà xe rẻ nha quý bác anh chị em. Yeah. Bên em chỉ xe chính chủ và xe cọp nhiều thôi. Đó. Rồi. Xe lướt. Ok. Ở đây là một chiếc 2019 ABS dành cho quý cô bác anh chị em mình. Yeah. Đăng ký 2020 nha. Xe này cuối đời á, thì thường cuối đời nó có cái ABS. Yeah. Đó, phiên bản ABS màu trắng đen xì bò. Biển số 59 luôn, chính chủ công chứng không chờ đợi. 49.500. 495. Đó, rất là đẹp, mà nói chung xe đi lướt đẹp. Rẻ. Cái này dành cho những anh chị cuối năm mà cần mua gấp mà cần chính chủ rồi đó ha. Lựa chọn mấy con này có thể là mình ký giấy ủy quyền rồi lại. Rồi ví dụ như mà sau Tết mình không có nhu cầu sử dụng, mình bán lại nó cũng đỡ lỗ hơn là đúng so rồi. Với xe mình đã thanh rồi mọi người. Bên em ủy quyền 20 năm vào được cái là em có những cái nội dung ủy quyền là toàn quyền sử dụng, toàn quyền được ra tên và có thể mất cả bẹp và được cấp lại được luôn. Dạ. Chứ còn không phải là sau này anh chị em mình sợ ủy quyền sau này mất cả bẹp rồi phải kiếm chủ cũ, không có. Dạ. Ở đây riêng mất cà vẹt quý ba chị em mình đó có thể tự đi làm lại được luôn nha. Rồi mặc dù là chỉ đứng tên ủy quyền thôi mà đúng rồi làm cái việc đó giống như là người chính chủ, người chủ cái đó là một cái sự khác biệt. Nói chung là tại vì bên em là em giao lái nhiều nên là cái hồ sơ thì em là phải là người đi đầu và đi trước so với những anh em khác đó, nên là những cái vấn đề mà khó khăn trong hồ sơ là tụi em nắm hết. Rồi tiếp theo anh em mình đến con Thắc Mod, con này rất là đẹp luôn anh ơi, con này chắc là quá lướt rồi phải không? Xe này 2023 đăng ký tháng 10/2023 thì xe cũng mới vào đây, rất là đẹp, không có một lỗi gì để mà chê, xe đi có hơn 2.000 cây thôi. Biển số 62-54886. Em bán cho quý bác chị em mình 60 triệu nha, 60 triệu đồng bà con nha. Biển số đã ấy là chính chủ công chứng ủy quyền nha, hoặc ra tên đều được nha. Nó khác với những cái xe tự rút hồ sơ nha, để mà nói bây giờ mà rút hồ sơ quý bác anh chị em mình rất là khó, nói đúng chung rồi. Là rất là sương. Bây giờ là nói chung những xe nào chính chủ công chứng là rút hồ sơ nhanh. Chung là vấn đề hồ sơ bây giờ cũng nhức nhối lắm anh em, tại vì do là những cái xe giá trị á, bên em mà tầm khoảng 15 cho tới 20 triệu trở lên á, nếu quý bác anh chị em mình muốn ra tên á thì bên em phải có trách nhiệm hỗ trợ quý bác anh chị em mình ra tên. Còn những dòng xe rẻ thì có thể là quý bác anh chị mình mua, mình đi một thời gian mình có thể trao đổi trực tiếp với cửa hàng cũng được. Nhưng mà những cái dòng xe mà gãy thì mình phải ra tên cho quý bác. Có ít nhất là phải ủy quyền. Rồi ok anh em mình qua đến một chiếc SH đi anh. Một chiếc SH hàng ba cục rất ngót trên thị trường, đặc biệt là mùa Tết Nguyên Đán này nha. Quý bác anh chị em mình Tết cuối năm mà có tiền về thì sắm những chiếc như vậy để mình đi thì rất là ok. Xe này là máy zin, có mở trao cho quý bác anh chị em mình xem luôn. Có về là chỉ có vệ sinh đường nước thôi nha. Lốc và lăng bơm lửa là chưa mở nha. Rồi, okay. Máy móc cực kỳ ấm, 118 triệu chính chủ em vẫn đứng tên nha. 118 triệu anh em nha. Hàng Việt Nam ba cục ha, hàng ba cục nhập Ý, khác với hàng Việt Nam lắp ráp nha. Kế bên là một chiếc SH 2022 đăng ký 2023 mà xe chỉ có đúng 1.000 cây hơn thôi, cam kết Tết tại hãng cho quý ban chị mình nha. Vỏ viết theo xe là ok, sơn không dặm tốt nha. Phát hiện là tặng xe, giá em bán cho quý ban chị mình 84 triệu 5 84 năm bà con nha. Hồ sơ có sẵn nha.
hồ sơ này là mình cầm tay rồi hay là đúng sao? Rồi đúng rồi đó, bây giờ ai mà mua về đưa căn cước mình là cái nộp biển số vô là rút hồ sơ mới ra thôi. Rồi ok anh. Rồi anh em mình tiếp tục xuống bên dưới nha, tới những cái mẫu cung tay nè. Như ở đây là có một cái chiếc Satria đi anh. À cuối năm thì anh em mình đang hỏi Satria với lại số nít rất nhiều. Dạ. Con này thì đẹp cực kỳ rồi, khỏi cần phải bàn luôn anh em ơi. Tem mà tem báo ha, cũng như là có vô một cái baga phía sau cho anh em. Con này chất xe rất là đẹp. Không biết là tình trạng xe này là máy móc như thế nào anh Huy ha. À. Xe rất là ngon. Ngô giúp mình review cho quý cô bác anh chị em cái mình nghe điện thoại cái. Rồi ok anh. Con này là Euro em thấy là 14.598 cây. Máy thì im ru khỏi bàn rồi chị ha. Đó, quay tổng quan cho anh em theo dõi. Và con này biển số của nó là 50N1-76891 anh em nha. Chất xe khỏi cần phải bàn rồi. Bây giờ là chỉ chờ anh Huy ảnh cho cái giá nữa là ok thôi. Đó. Rồi sau khi mà chờ cái con này báo giá, anh em mình xem thử cái chiếc AB Thái cái đi ha. À xe này báo luôn cho quý bác anh chị em. Dạ. Chính chủ công chứng, ba công chứng cho quý bác anh chị em mình luôn nha. 23.5 triệu. 23 năm. Xe này là em bán giá này là hợp lý á, biển số thành phố mà bao công chứng cho quý bác anh chị em mình luôn, mà chỉ có 23 năm thôi. Dạ. Mà đặc biệt xe này zin đẹp, áo keo, khung lai khung độ, còn bô e đầy đủ, máy móc cực kỳ chất, vỏ còn theo xe 23 năm, rất rẻ nha quý bác anh chị em. Ok anh, 23 năm thôi mọi người nha. Rồi còn một chiếc AB Thái, con này phải nói gọi là xuất sắc luôn ha. À, xe này thì vỏ còn theo xe rồi. Dạ. Nói chung AB Thái mà vỏ theo xe, tất cả đều theo xe hết thì quý bác anh chị em mình đoán rồi là xe như thế nào rồi. Dạ. À, sơn zin hết nha, không dặm tuốt. Dạ. À, mấy dòng xe này mình cũng không có dặm nhiều để cho nó mất giá trị. Dạ. À, nói chung là mình chỉ bán zin mộc mạc thôi, tem zin, sơn zin, vỏ theo xe nha. Dạ. À, xe chạy chưa được 20.000 đó. Giá em bán cho quý bác anh chị em mình chỉ có 49 triệu. 49 triệu đồng anh chị đó, nha. Không cao đâu nha quý bác anh chị em. Nếu ai mà đã hiểu biết và đam mê những dòng xe cọp rồi đó thì cái giá này nó không có cao. Rồi, ai mà nói cao là những người đó thì sẽ kiếm những cái xe khác. Biển số là 54 anh chị nha. Xe này chính chủ, biển số thành phố nha quý bác anh chị em mình. Hồ sơ này thêm chỉ có 1,5 triệu thôi nha. Chính chủ luôn á. Chính chủ giờ muốn ra tên nút gốc gì với con này thoải mái hết. Đúng rồi, mọi miền tổ quốc. Em tin rằng các anh chị mà mua những cái dòng xe này chắc sẽ muốn ra tên rồi. Đúng rồi, chắc chắn rồi. Cái đầu tiên hỏi em ơi có ra tên được không? Yeah. Bao anh chị ra tên được nha. Rồi, và trong một cái thời gian rất ngắn nha. Rồi, còn con này anh ẹt xuống áo đúng không? Đúng rồi, ẹt xuống áo 2013. Yeah. Mạnh lực lên nhiều đồ chơi, full nội công 175 nha. Yeah. Nói chung là xe rất là đẹp, đồ chơi không thiếu, full lửa. 23.500, chính chủ biển số 61 nha. Rồi ok anh. Chính chủ là ra tên được nha quý bạn chị em. 61E1-45792, đó là biển số nha bà con nha. Full nội công như anh Huy vừa chia sẻ rồi. Còn kế bên đây là con này cũng xuống áo luôn nè anh. Xuống con áo. Này biển Củ Chi 59E2-12114. Đẹp lắm nha, vỏ sau là mới tinh nè. Xe này xuống theo dàn áo zin theo xe nha. Yeah. Đó, xe phong cách zin theo xe, chứ không có độ lai tạp. Thì giá bán là 20 triệu nha. 20 triệu. Rồi. Tình trạng máy là có rớt đầu hay rớt đầu gì chưa? À, xe đó có cạo khói nhẹ nha. Có rớt đầu rồi. Chưa trẻ. Dạ. Yeah. Rồi anh em mình qua đây, tới một chiếc MS Kin biển 59T2-41027. Con này nhìn từ xa rất là đẹp anh em ha. Xe này là máy zin, máy zin hoàn toàn. Dạ. 2020, mới Kin hết đời. Dạ. Yeah. Nói chung mà xe này cũng đi ít, dàn áo của chủ cũng rất là dữ. Dạ. Yeah. Thì máy zin chất em bán cho quý bác anh chị em mình 28.500 bao công chứng luôn. Rồi. Yeah. 28.500 bao công chứng luôn nha. Yeah. Và nếu mà quý cô bác anh chị em trong cái thời điểm này, những cái thời gian này giấy tờ nó rất là tế nhị. Yeah. Nên là những cái xe chính chủ nó có thể là khó mua, nên là cái giá của nó sẽ nhịn hơn xe thường một chút xíu. Yeah. Nha quý cô bác anh chị em nha. Yeah. Đặc biệt là xe thành phố Hồ Chí Minh. Đi mọi miền tổ quốc không bao giờ sợ làm bị khó khăn hồ sơ. Dạ. Yeah. Chính chủ mà mọi người ha. Nó có cái giá riêng của chính chủ hết á. Và đây là AB 150, cái này chắc là mình rút hồ sơ rồi ha. Hai xe này hồ sơ có sẵn hết rồi, cầm tay. À, quý bác anh chị em mình ok một cái là em nói là xong, là chỉ có về bấm biển thôi. Rồi nha. Xe này em bán cho quý bác anh chị em mình 38 năm. 38 năm. Xe này cũng 38 năm luôn. Bằng giá. Bằng giá, hai xe đều đẹp như nhau. Đi ít, một xe 11.000, một xe 5.000. Rồi ok nha, mọi người lên đây mình thích 150 cái màu nào. 150 mà ABS nha quý bác anh chị em, nó xe rất là đẹp. Hồ sơ cầm tay. Giá này là đã bao gồm hồ sơ hết rồi anh Huy. Bao gồm hết rồi. Yeah. Giờ anh em mình chỉ việc nhập mua nữa là xong thôi. Thì nếu cũng như mà xem video này khách mà mua liền bây giờ chắc em nghĩ là nhập kịp đúng không? Kịp trời ơi. Xe này nếu mà trong khu vực miền Nam hoặc miền Trung đổ về thì trong vòng 22 ngày. Yeah. Miền Trung thì 2 ngày, còn miền Nam thì chỉ còn 1 ngày thôi. Rồi. Đó, ngày mai là nhận được xe là vô bấm luôn.
gọi là có sẵn hồ sơ rồi mọi người. Vấn đề đó tên nó lâu là chỉ việc mình chờ hồ sơ thôi, trong khi là có sẵn rất là nhanh. Thì quý cô bác anh chị em mình cứ làm một cái bài toán tính đi. Yeah. Nếu mà một cái xe mình mua, anh em có thể bán rẻ hơn rẻ, em rẻ có thể bán 36 triệu, 37 triệu có xe luôn. Yeah. Em nói em chưa bàn chết xe nha, em bàn cái giá thôi. Yeah. Nhưng mà xe của em hồ sơ quý bác anh chị em mình thì phải bỏ thêm bao nhiêu tiền nữa mới đủ. Và cái thứ hai là cái xe đó nó cái chất xe nó có đi ít nhiều hay nhiều hay đi nhiều. Đó. Ở đây em bán 38 năm đều có lý do nha quý bác anh chị em. Yeah. Hồ sơ rút tê tái luôn đó. Rồi, ok anh. Yeah. Qua kia một chiếc Ly 125 biển số 59K2206-80 đó anh. Chính chủ biển số thành phố. Yeah. Em bán cho quý bác anh chị em mình 25 năm, xe đẹp nha. Nói chung về quý bác anh chị em mình không cần phải làm một cái gì hết, về chỉ có đổ xăng là đi thôi. Rồi. Thay nhớ các em thay luôn rồi nha. Ok anh. Chính chủ công chứng luôn nha. 25.500.000 bà con nha. Bây giờ anh em mình xuống tới bên dưới đi. Một chiếc Vision 750 cây, 710 mấy cây thôi, không tới 750. Dạ. Đây. Con này là mới tinh, không có gì mà phải bàn cãi nữa anh em à. Anh em coi từ cái chi tiết tay thắng cho đến những cái ốc tán dàn chân. Đây, anh em mình coi thử này, coi có chê được cái điểm nào không. Đây là phiên bản có khóa mắc cây rồi đúng không anh? Trời ơi, phiên bản đặc biệt mà. Ừ. Thì cái xe này xe mới á, chủ vừa mua hóa đơn còn là 44.700.000. Oh, oh. Thì không biết anh em mua ở đâu rẻ thì không biết, nhưng mà xe Sài Gòn mà ra tên lăn bánh đúng các loại thế luôn đó là 40 mấy triệu không à, không có dưới đâu. Yeah. Nha. Ở đây em bán cho quý cô bác anh chị em rẻ hơn 10 triệu, 35.500.000, bao công chứng luôn. Mà rồi, đặc biệt hơn biển số đẹp nữa, 73970. Ok. Đó. Em quay trong cái gương lại cho anh em xem thử nè ha. Đó. Ok anh. Xe này thì chất như một cái xe mới vậy đó. Biển số Gò Vấp nha bà con nha. Quý cô bác anh chị em mình không phải lo, tại vì xe này đúng đát đúng đời 2023. Dạ. Cái da y nó khác chút xíu nha. Đó. Rồi. Đó. Nó không phải xe 2002, ở đây 2002. Dạ. Đây. Đây, phiên bản này là phiên bản đặc biệt luôn anh chị nha. Cũng đặc biệt luôn. 2022, 33 năm, biển số thành phố 46997, màu xanh. Xe thì cũng không khác gì xe này. Nhưng mà xe đó là đát 2022, em bán 33 năm. 33.500.000 nha anh em. Biển số thành phố, chính chủ ký giấy nha. Yeah. Nói chung quý của bác anh chị em mình ở thành phố á, thì phải mua xe thành phố thôi nha. Thành phố là kiếm em. Còn em nói là kiếm người khác là thế nào cũng là phải. Hồ sơ nó khó lắm, tỉnh nó về thành phố không bao giờ về được đâu. Yeah. Không ai dám bao cho quý bác anh chị em mình hồ sơ thành phố đâu. Yeah. Yeah. Ở đây là một chiếc xe biển tỉnh nè, dành cho anh em nè. Vision 2021 rồi, 28 năm. 28 năm, 7.000 cây. Đó, còn 2021 luôn, 28 năm luôn, biển số 61, 2.000 cây. Mấy con này phá mắc cây hết luôn. Mắc cây hết. Mắc cây hết luôn. Yeah. Bà con anh chị nào thích cái màu nào thì cứ đến đây, hoặc là mình có thể là liên hệ với Huy, anh tư vấn kỹ hơn. Cho và thích cái màu nào. Bên em mấy xe này có hỗ trợ trả góp hết nha quý bác anh chị em. Nha. Trả góp như xe mới cũng được nha. Rồi, ok anh. Em thấy có chiếc Basic nữa kìa anh Huy. Mình quay luôn cái cho bà con coi đi anh. Basic máy zin 100%, xe rất đẹp nha, dành cho quý bác anh chị em mình muốn. Và đặc biệt hơn xe này là không công tắc đèn. Xe Thái. Yeah. Xe số khung số máy là giống nhau nha. Okay. Xe Thái cái máy của nó cực kỳ chất, cực kỳ ngon. 23.500.000, bao công chứng cho quý bác anh chị em mình. Okay. Biển số thành phố Hồ Chí Minh, chính chủ công chứng nha. 23 năm nha bà con nha. Máy là máy riêng luôn đúng không anh? Máy riêng. Rồi, máy riêng. Xe này chạy có 20 mấy ngàn nè. Yeah. Rồi, anh em mình vào đây, tới một chiếc Exciter 155 màu xám xi măng. Đây là phiên bản giới hạn cho xe mới, người ta gọi là phiên bản giới hạn bà con nha. Máy thì em ru khỏi phải bàn. 7.000 cây, khỏi bao suy nghĩ. 95% chất lượng. Đây. 7.126 cây anh em nha. Khỏi cần phải chê. Giá em bán cho quý bác anh chị em mình bao công chứng luôn. 33 năm. Dạ, 33.500.000. Bao công chứng cho quý bác anh chị em mình nha. Rồi, ok anh. Cái này tầm này nếu mà hồ sơ sạch sẽ đẹp ok, chứng minh được nguồn thu nhập thì chắc góp không đồng là vô tư phải không anh? Đúng rồi, xe tầm dưới 50 triệu góp không đồng là thoải mái nha. Dạ rồi, ok nha. Anh em mình vào đây, tới chiếc Merkin đi anh. Merkin 2019. Dạ. Phiên bản xe nhập. Em bán cho quý cô bác anh chị em mình 23.500.000, bao công chứng nha. Dạ. Có vô cái cặp bánh mâm giống như của FZ vậy đó anh em ha. Ôi xin lỗi chị, của Gia Z. Gia Z. Mâm Gia Z, chóa đèn Z-Bass Zin. Nói chung xe rất là đẹp, tem bọng là không bị lỗi. Dàn chân còn sáng. Nói chung là ốc xe da cũng có đủ vài món. Rồi. Xe này em bán cho quý bác anh chị em mình 23.500.000. 23 nha. Năm. Bao công chứng nha, 2019. Chính chủ luôn. Xe nhập Indo. Máy móc đồ cũng là riêng hết đúng không anh? Điên, máy điên chưa chạm. Rồi, chỗ này xe bắt 2 tầng thì anh em có thể thấy trong màn hình rồi đó ha. Rồi, con kế bên là một chiếc Merkin 2018, nguyên bản, xe nhập luôn. Rồi. Em bán cho quý bác anh chị em mình 22 triệu, bao công chứng nha. 22 triệu, bao công chứng cho bà con nha, xe chính chủ. Ok nha anh chị các bạn mình ha. Đây em lướt sơ cái biển số mấy con này cho anh em coi. Anh em giới trẻ nào mà cần thì liên hệ với anh Huy để anh tư vấn kỹ hơn cho nha. Nó Long An nè, thành phố là quận 11 nè, đây
16 anh em ha. Qua đây một chiếc Future. Future đời đầu, Future 1. Future 1 máy zin 100%. Dạ. Sơn zin 100%. 84 triệu. À quên, 84 86, nhầm. Có dạ. 17 triệu 500 thôi, mình đọc là 84 triệu. Dạ, nhầm anh em nha. Máy zin. Dạ. Đầu nồi zin chưa chạm nha, dàn bạc zin, mâm lửa zin hết nha. Rồi. Rồi, giá em bán là chỉ có 17 triệu 500 thôi, bao công chứng luôn. Dạ. Chính chủ, một đời chủ, xe của sếp. Dạ. Nên là không phải lo. 17 triệu 500. Đầu nồi máy móc là còn zin hết luôn nha. Zin hết. À. Rồi. Không lai không độ nha. Anh em coi cái biển số giúp em này, 53 thành phố nha. Rồi. Rồi, qua đây, Liberty màu màu xanh cực màu kỳ xanh. Nổi và đẹp anh em ơi. À, xe này em dọn tiền dọn không hơn 7 triệu rồi. Nói chung mà quý bác anh chị em mình đam mê thì em chia sẻ lại 24 triệu. Đẹp, bao công chứng ngay em đứng tên nha. Yeah. Rất là đẹp. Màu máy đẹp móc nguyên zin. Bảo hành từ 6 tháng đến 1 năm. Cho em xin cái biển số cái đi anh huy. Biển số thành phố Hồ Chí Minh 59H160146. Rồi. ABS đầy đủ không anh? Dạ đúng rồi, ABS 2016. Okay, mọi người qua đây, tên chiếc Janus đi ha. Janus nè. Janus này là khóa cơ hay gì anh? Khóa cơ 2021, biển số ở thành phố Hồ Chí Minh, chính chủ nha. Okay. Bao công chứng cho quý ban chị em mình, giá 18 triệu đồng. Dàn áo đẹp len keng, máy móc nguyên zin. Dạ. Rồi. Đây bà con nha, đẹp cực kỳ. 2021 nha quý ban chị em. Đây là biển số luôn nè anh em. 59V2 gò bắp luôn nha. Chính chủ. Dạ. Vì bây giờ nó rất là khó khăn nên em bán xe chính chủ là nhiều. Quý bác anh chị em mình muốn thăng tên hay như thế nào đó thì nói chung là em đều hỗ trợ được hết nha. Dạ. Ở đây là xe này là biển số 60 F135-2013 máy zin. Xuống áo ha. À, xuống áo Sibac. Dạ, xuống tem Sibac luôn bà con ơi. À, nên em bán cho quý bác anh chị em mình 17 triệu 500 máy zin nha. Ok anh, 17 triệu 500. Hôm nay Ngố có thấy nó trống ngay đây rồi. Đúng rồi anh, chính xác luôn. Hôm nay mình bán được một cặp xe cọp. Đúng rồi, em bị là mất cái chiếc quay màu đỏ đúng không? Đúng rồi, tim mà quay. Dạ đúng rồi, hai chiếc đó. Nói chung là lúc còn thì khách ít hỏi nhưng mà bài bán xong khách hỏi quá trời. Bữa đó sorry là không kiếm được không kiếm tiền kịp. Dạ. Nay em còn một cái xe BS nè. Đó, BS 20. Xe này là giới thiệu quý bác anh em mà xe là hết đời 2009 nha. Dạ. Xe này là số đầu nó là 601 đầu. Nếu ai đã từng chơi qua những dòng TK lớn này, TK cao cấp này và đều biết đời. Dạ. Hoặc lên mạng mình search BS số đầu là 601 là hết đời nha. Rồi, ok anh. Biển số thành phố, chính chủ. Xuất hóa đơn thêm 800.000 là mình giống như phí 800.000 đó. Dạ. Là để mình ra rút gốc ra tên luôn nha. Rồi, ok anh. Máy móc ru ha. Dạ. Không phải suy nghĩ nha. Đi nghe như SH á. Nhà. Dạ. Nhìn đẹp hết anh ha. Màu này là màu tím khoai môn nhẹ, cũng gọi là màu xám tím tuyến, nói chung cũng gọi là nhiều màu nhưng mà màu nhìn nó sáng, nó sang. Dạ. Ở ngoài nhìn rất là đẹp nha quý bác chị em. Em bán cho chú bác chị em mình 20 triệu 800 cộng thêm phí 800 hồ sơ là 21 triệu 600 nha. Rồi, ok anh. Dạ. Tiếp theo mà anh em mình qua đây tới chiếc Future rất đẹp luôn. Future này là zin từ ga tới Z, từ trong ra ngoài mà được cái biển số nó còn đẹp nữa chứ. Ừ, biển số mấy đó? 53 con số 2. 53 số 2 luôn. À, lộc phát xin tiền. Dạ. Đây, cái lốc liếc của nó để anh dẫn rất đẹp. Để đây coi cho quý bác anh chị em mình xem cho nó kỹ. Dạ. Thì còn có một chiếc trong đây thôi. Còn có một con cọp nữa cho anh em coi nè. Mấy bữa nay mua không được xe nên là bán gần hết rồi, bán mua không được. Rồi. Vàng bạc zin nha quý ban chị em, bánh zin đầy đủ, căm zin còn sáng nha, tem zin, dàn áo tem zin, máy móc là nguyên zin nha quý ban chị em. Đầu nồi là còn nguyên hết không? Đúng anh? Rồi, em bán cho quý ban chị em mình 21 triệu đồng nha. 21 triệu. Xe đúng đời 202 nha quý ban chị em. Đây. Màu lông chuột. Rồi. Rồi. Dớt dép. Dớt dép là nổ liền. Đó, đúng nghĩa dớt dép là nổ luôn anh em. Không phải suy nghĩ về máy móc nữa. Dạ. Em tay sướng à. Những dòng này mình bán thì quý bác anh chị em mình yên tâm. Hồi trước là không mấy hôm trước Ngố quay là mình là tầm khoảng 10 cái Future. Đúng rồi em nhớ. Bữa nay là mình chỉ còn có 4 xe thôi. Dạ. Nói chung là mua không có hàng luôn á. Mình không có mua những xe tạp nham, những cái xe mà yếu xe. Dạ. Mình mua xe nào nó còn cọp hoặc nó có chạm đầu nhưng mà máy giữa nó chưa trẻ hoặc cái bạc nó còn zin thì mình đi cái tiếng máy nó chất lượng. Dạ. Nó ok. Này mình vẫn hỗ trợ trả góp đồ này cái đầy đủ hết đúng không anh? Đúng rồi, trả góp cho quý bác anh chị em mình đó, như lúc ban đầu mình nói đó, hỗ trợ mọi như cửa hàng nào hỗ trợ thì cửa hàng em cũng vậy thôi. Dạ. Cũng đều 4 năm cái sự hỗ trợ trả góp, ví dụ như cà thẻ nè. Dạ. Hoặc chuyển đổi trả góp nè. Hoặc là hỗ trợ trả góp nợ xấu nè. Dạ. Trước 70 80 nè,
hoặc là góp qua ngân hàng nè, góp không đồng nè, yeah. góp đưa trước nè, đó nói chung cũng rất là nhiều loại trả góp. Okay. Và em làm việc với rất là nhiều ngân hàng nên quý bác anh chị em mình yên tâm yeah. nha. Rồi anh em mà có thắc mắc thêm á, thì cứ liên hệ trực tiếp với anh Huy giúp em nha, anh tư vấn cho bà con được rõ hơn. Cũng như mình có lợi thích một cái chiếc xe nào trong video rồi á, mà kiểu dạng như giờ lương chưa tới, tiền chưa có, thì anh Huy có nhận đặt cọc giữ xe lại được không? Đúng rồi, hiện tại bây giờ đó là hiện mà mình đang đặt cọc xe, mình đang gửi bên nhà bên kia kìa, là gần 20 xe. Thì nó cũng thông cảm cho quý cô bác anh chị em mình, cuối năm mà năm nay thì kinh tế nó cũng không có được tốt như mọi năm. Nên là anh em thì đang tích góp và đang tìm những cái tìm nguồn tiền. Thì cũng có đặt cọc cho mình, ví dụ là quý bác anh chị em mình đặt cọc chưa một tuần. Thì vui lòng đặt cọc giúp em từ 3 triệu tới 5 triệu. Đó, chưa một tuần, ví dụ một tuần tới 2 tuần. Có thể là cọc một tháng thì có thể quý cô bác anh chị em mình gửi cho em từ 5 triệu để em giữ xe và em cất. Thật sự ra để mà nói quý bác anh chị em á, đây cái nguồn vốn của em á, cái cho quý bác anh chị em mình đặt cọc á, là coi như là em đang bị tồn vốn, nhưng mà em cũng vẫn hỗ trợ cho quý bác anh chị em mình luôn nha. Thì buôn bán mà nó có mùa này mùa kia, có thể mùa đắt thì quý bác anh chị em mình ủng hộ chân tình. Còn ví dụ như mùa để hoặc là mùa khó khăn thì mình cũng có một phương án mình hỗ trợ cho quý bác anh chị em mình đó, nên là quý bác anh chị em mình không cần phải suy nghĩ đó. Dạ rồi đó, thì bà con cứ, em cũng khuyên là bà con cứ có thời gian á, mình đến thực tế tại cửa hàng, mình xem xe cho nó vừa ý của mình, mình được trải nghiệm nhiều xe hơn, lựa chọn con vừa ý mình mọi người hen. Có trả góp nè, có ship xe, cũng như những con xe ở đây thì anh Huy có chia sẻ là có thể là ra tên mọi thứ ok được cho anh em hết. Đúng rồi. Nhưng mà tất nhiên chi phí thì mọi người phải bỏ ra, đó là ở đâu cũng vậy hết á. Đúng rồi, rõ ràng. Rồi ok anh. Có trao đổi, có mua bán đầy đủ, quay đầu luôn đúng không anh? Có quay đầu đầy đủ. Ok. Rồi, cảm ơn quý cô bác anh chị em mình đã theo dõi kênh Ngô Nguyễn và đặc biệt riêng của cửa hàng xe máy của Huy Hồng Phát. Thì trong lúc quay anh em đây có sơ sót gì, mong quý cô bác anh chị em mình bỏ qua cho. Thì cũng thời hạn chương trình cũng quá, thì cũng cảm ơn quý cô bác anh chị em mình đã theo dõi. Và xin chào mọi người ha. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị các bạn rất là nhiều đã dành thời gian quan tâm dõi video nha. Anh chị nào thắc mắc thêm nhớ liên hệ với Huy nha. Bây giờ thì hai anh em xin chào mọi người.